khi con ăn mặn có hồi hướng được không? Thật ra thưa đại chúng, Pháp Hòa đã giảng chữ hồi hướng rất là nhiều lần. Hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Vậy thì hồi hướng nghĩa là gì? Tức là mình quay trở về mình để mình hướng về người. Mình muốn hướng về ai? Trước hết mình phải nhìn lại mình. Cũng xin lỗi cũng nói vậy nè, trước khi mình muốn nói ai, mình phải nhìn mình trước. Mình có làm được việc đó không? Mình nói. Hay là mình được như vậy chưa mà mình nói? Đó cũng là một hình thức hồi hướng. Mình muốn mời cơm người ta ăn, vô bếp coi đã, vô bếp coi có gì không, rồi hả ra mời. Chưa vô bếp coi, chị ngồi đây ăn với em chị. Đi vô không có gì hết trơn. Cái đi ra hỏi, chị ăn mì gói được không? Là người ta biết rồi đó. Cái này mình hướng mà quên hồi. Hiểu ý không? Mình muốn làm cái gì mình phải nhìn lại. Cho nên người tu là mình phải hồi mình để mình hướng tới người. Muốn hướng tới người thì phải quay về mình. Cho nên chư tổ mới quy định có bốn cách hồi hướng: hồi tự hướng tha, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả. Có nhiều khi một cái việc rất nhỏ, mình chỉ cần nhìn lại mình, nhịn cái nhỏ thành tựu được cái lớn. Đó, ví dụ như mấy ngày nay nè, mình ở chung với nhau, có nhiều khi xích mích chút. Nếu mình làm lớn chuyện, mình sẽ làm cho khóa tu không vui nữa. Và 10 ngày này mình sống với nhau sẽ không vui. Thôi, nhịn một chút đi, để vì cái việc lớn. Phải không? Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Mình thấy cái đại thể, còn mình chỉ là cái gì? Tiểu ngã thôi. Đó là mình nói về sự tu tập. Mình nói về sự tu tập là mình nhiều khi mình phải nhịn cái nhỏ để mình đi tới cái lớn. Cho nên trong cái bài chú Đại Bi á, nó có câu là tác bà, nhớ không? Tác bà nghĩa là gì? Vì cái việc lớn mà bỏ cái nhỏ. Cho nên nếu mà nói đúng ra đó, tất cả bài chú được dịch nghĩa hết đó, có nghĩa hết đó. Nhưng mà mình muốn nghiên cứu, mình muốn hiểu đó, thì mình phải đi tìm hiểu cái nghĩa đây chi. Hiểu để rồi khi mình ứng dụng, mình hành trì. Vậy thì tại sao mà không tụng nghĩa mà tụng nguyên cái âm nó như vậy? Vì nó có năng lực thu nhiếp thân tâm. Pháp Hòa ví dụ ha, khi mà mình đi học tiếng Anh á, mình mới vô lớp mình học á, mình đâu có biết viết tiếng Anh. Thì bây giờ mình phải viết cái chữ phiên âm của nó: How are you? How? Rồi mình viết chữ A, rồi viết chữ Du. Mình đọc How are you? Ở trên người ta hiểu mình nói gì. Nhưng khi mình viết cho người Mỹ phải viết làm sao? Đúng nguyên chữ How are you? Chứ đâu thể viết theo tiếng Việt How are you? Viết ở dưới này là cho ai đọc? Cho mình đọc để mình học được cái cách phát âm. Nhưng khi viết cho người Mỹ thì phải viết nguyên chữ của họ. Hiểu ý không? Cũng như thế. Khi mình hành, mình hiểu nghĩa là mình hiểu nghĩa. Cho nên khi mình hành trì thì mình cố gắng mình hành trì được cái bản nguyên âm đó vậy thôi. Thật sự ra khi mình phiên âm là cũng đã lệch đi cái bản phạn rồi đó. À, nhưng mà đừng vì cái đó mà mình nói ồ cái này phải tụng nguyên phạn. Không phải vậy. Cái tâm thành là một, tâm thành nó phối hợp. À, cho nên Đại Bi chú có câu tác bà vì việc lớn, vì việc lớn. Thì mình sống ở trong đời cũng vậy, có những cái Pháp Hòa tin chắc rằng trong đại chúng ngồi đây, chúng ta đã từng nhịn những cái nhỏ để cho mọi việc nó đi qua một cách tốt đẹp. Có không? Có chứ. Đó, mở nhà hàng nè, trong bếp nấu ăn của mình không hề có một người tóc vàng, tóc đỏ nào cả. Vậy mà đi ra nó bứt cọc tóc bỏ, nó bỏ vô cái dĩa mì, nó nói mình làm đồ ăn dơ để nó được free cái dĩa mì đó. Không lẽ bây giờ mình cãi với cái người thực khách đó sao? Cãi là khách ta biết hết. Quý vị không tin, quý vị hỏi mấy vị làm chủ nhà hàng rồi. Có phải là đã từng free những dĩa mì, dĩa cơm mà khi họ làm chuyện đó không? Chó chứ. À, nếu mình phải nhịn như vậy. Đó là một cái ví dụ thôi. Mình ví dụ như vậy để cho mình biết rằng cuộc sống của mình đó, có những cái Pháp Hòa hay ví dụ như giống như mình nuốt một miếng khổ qua, một miếng ớt vậy đó. Mình không ăn ớt được, nhưng lỡ trúng miếng ớt rồi, nhả ra giữa bàn ăn coi không được. Nhưng mà nuốt vô tặng qua là tại mình khó chịu với miếng ớt, chứ đâu có chết một tay người ta nào đâu. Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy. Rồi cuộc sống này mình ứng dụng cái chuyện đó vào cuộc đời. Có những cái mình nuốt ực cái là xong rồi,
không còn chuyện gì xảy ra nữa hết. Mà mình cứ thích phun phè phèo ra rồi bé này ớt ra ớt rồi có chuyện chứ gì đâu, có chuyện chứ gì đâu. Chứ cuộc sống nhiều khi mình chỉ cần nuốt như miếng nuốt miếng ớt, nuốt như miếng một khổ qua, hay là bất cứ một thứ gì mình không thích. Và đôi khi mình uống một miếng thuốc đắng, tại sao mình vẫn phải nuốt? Là vì mình biết nó là thuốc đắng thật, nhưng mà nó sẽ hết bệnh. Cuộc đời thì cũng vậy thôi. Cho nên ngày xưa mà người ta phải nằm gai nếm mật là vậy. Tối ngủ phải nằm trên gai, sáng ngủ dậy phải liếm cái trái mật một cái. Tại sao? Vì người ta muốn nuôi cái ý chí của người ta, để người ta vượt qua tất cả mọi khó khăn. Nếu mà nằm giường nệm sẽ quên đi cái ý chí. Có đồ ăn ngon sẽ quên đi cái ý chí. Cho nên mình tu mà cực khổ một chút mà mình vượt được, mình mới thấy được cái giá trị của sự tu hành. Không phải luận ở Việt Nam mới cực, ở đây cũng cực chưa thôi. Nếu mà Pháp Hòa kể cái thời gian Pháp Hòa vào chùa tu mà quý vị nghe quý vị thấy, ở nước ngoài mà làm gì cực như vậy. Mà thật sự là như vậy, thật sự là như vậy. Pháp Hòa đi tu mà trong người, trong Pháp Hòa không có tới hai bộ đồ để thay, không có một cái nón lành lặn để đổi. Cái ngày đi xuất gia, bà cụ đó mua một cái nón ở một cái chợ đồ cũ, nó kêu là second hand đó. Đem cái nón đó vô cho Pháp Hòa. Mà quý vị biết Pháp Hòa suốt 5 năm trời chỉ có một cái nón đó đổi thôi, không có cái nón thứ hai để đổi. Đổi suốt 5 ngày đi học thì cái nón nó hôi, rồi phải giặt. Giặt mà sấy là phải canh, tại vì nó một loại len rất là mịn. Bữa nọ sấy quên, nó nóng quá nó nhão cái nón, cầm lên nó nhão nhẹt vậy. Mà quý vị biết không, tới giờ đi học rồi Pháp Hòa đâu biết làm sao đổi, vô nó lệch bên này lệch bên kia. Tự mình lấy cây kim á, khâu từng cái mũi chỉ lại cho nó rút rút cái nón lại để đổi. Mặc mấy bộ đồ này vô trong trường học, đi học nó tưởng mình mặc đồ ngủ. Mày mặc đồ pyjama đi học á, ngày mai tao tủ quân mày. Trời ơi, về già lấy dây lấy đồ cột cái lưng muốn chết. Sáng nào vô trường cũng bị chọc, sáng nào vô cửa trường cũng đều bị mấy đứa nó đứng cửa trường nó chọc hết. Vô một lớp cửa thứ nhất, A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng. Qua lớp cửa thứ hai, một thằng nữa nó đứng ngay đầu cửa đó, A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Đó là nói Việt Nam nha. Còn Mỹ hả, phun nước miếng trên đầu, lấy coca để trên đầu, nhưng mà không bao giờ khởi một tâm niệm muốn nghỉ tu, chưa bao giờ. Thậm chí cuộc sống nó rất là khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nghỉ tu. Bất quá nghĩ vậy nè, không đủ duyên chỗ này thì mình sẽ đi ở chỗ khác mình tu, chứ còn chưa bao giờ nghĩ vì cái sự khó khăn đó mà mình muốn nghỉ tu. Cho nên Pháp Hòa thấy hồi nhỏ đi vô chùa tu, tự mình ý thức chùa nghèo, không có Phật tử. Lâu lâu về thăm bà già, bà già cho 30 đồng, cầm 30 đó đưa cho bác Phật tử trong chùa: bác, con hùng tiền ăn, phụ tiền chợ, đi học ngày nào cũng cơm nguội dưa cải ngâm. Bữa nào mà chủ nhật nào mà lễ xong mà còn là một khúc chả lụa đó, ngày mai mà được đi học với khúc chả lụa đó là ngày hôm đó là đời lên hương rồi đó. Quý vị biết thèm mắm thái, mắm thái chai, thèm mà ta để một hũ, cái hũ nào cũng để của thầy hết. Mình đâu phải thầy, mình đâu dám rớ. Thèm quá quý vị biết làm sao không? Mở nắp ra bóc một miếng ăn cho đã, xong sợ ta biết lấy đồ ém trở lại. Pháp Hòa thèm cam, đi học về thèm cam quá, chui vô chánh điện á, lấy một trái mà đâu dám lấy phía trước, rút phía sau á. Và có nhớ ăn kiểu Việt Nam không? Gõ cái vỏ vàng, cái cầm nút vậy nè, vô trong cái phòng để kinh đó, ngồi ăn ngon lành.
Nhưng mà Pháp Hòa thấy cái khó khăn đó chính là cái nuôi dưỡng mình. Chứ còn nếu mà mình, thí dụ quý vị đến đây mà cái gì nó cũng thuận lợi hết, thì có thể chưa chắc là mình thấy tu hành có một sự gian nan thử thách để mình vượt được. Mà quý vị biết không, mình không thắng được cái duyên ở bên ngoài, nó chỉ là pháp nhẫn thôi. Lạnh quá mình mặc áo, không có ai khờ khạo gì đi ra chửi, nó tự nhiên vô duyên tự nhiên bên đây lạnh. Và bây giờ quý vị có ra cửa, quý vị chỉ nó, mày vô duyên quá, tự nhiên bên đây mày mưa, nó cũng đến tin à. Nhưng mà thử sống chung phòng chỉ mặc nhau gì kiểu đó coi, ở nổi không? Cho nên sanh nhẫn khó hơn pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người với con người. Còn vật chất nó vô tri, thời tiết nó vô tri, mình có chửi nó cũng bình thường. Anh chửi thì cứ chửi, tôi mưa tôi cứ mưa, phải không? Thì mình hiểu rằng nắng mưa là chuyện của trời. Cho nên cái khi cái tâm mình được chuyển là cái cảnh mình nó chuyển. Cái tâm mình chuyển là cảnh mình chuyển. Cái ngày mà Trúc Lâm mà mở cửa dựng bảng để mà làm cái chùa Trúc Lâm, không có cái microwave. Sáng dậy là Pháp Hòa phải lấy cái nồi hâm sữa cho Hòa Thượng Nguyễn Chủ. Lúc đó Hòa còn đi học mà, 5 giờ sáng là đã dậy rồi, mới có 14 tuổi. 5 giờ sáng là phải dậy nấu ăn để từng phần. Đi học trưa về tranh thủ vừa ăn bánh mì mà vừa clean chùa. Ai dạy mình? Không có ai dạy mình hết. Nhưng mà tự mình ý thức, chùa ít người mình phải làm việc. Thầy không có việc, không có thời giờ làm thì mình phải thế cho thầy. Đó là cái ý thức. Cho nên nó Pháp Hòa nói thật với đại chúng là mình có tài giỏi cỡ nào cũng không bằng mình có ý thức sống. Cho nên cuộc đời này á, mình biết làm ra tiền, mình biết học ra bằng cấp, nhưng có một cái không biết điều là không có gì làm được hết. Không biết điều là gì? Theo cái nghĩa mình là phải biết chuyện này, nhưng mà mình hiểu ngược lại là phải biết điều phục, điều hòa tất cả những thứ trong cuộc sống. Mình điều phục bản thân mình từ những cái nóng tức, từ những cái giận hờn, mình cũng phải điều được nó. Và thậm chí đời sống mình, cho dù có sang trọng cỡ nào, có đầy đủ cỡ nào, thì chính mình cũng phải có một cái gì? Điều hòa nó. Tiếng Anh nói vậy là moderation. Bữa nào ngon ăn cho cố, rồi bữa nào không có thì mình lại bực bội. Cho nên ngay bây giờ, dù mình có thể mua hàng trăm thùng giấy đi nữa, Pháp Hòa vẫn không phí một tờ giấy nào. Đây, in hư là in sai. Mấy cái này mình in để mình nói chuyện thôi, đâu có cần gì mình phải xài một tờ giấy mới. Thậm chí bây giờ những cái khúc giấy mà nó còn nguyên vậy đó, nếu mà cần in một cái tên nhỏ để dán cái hình, Pháp Hòa vẫn giữ để mai mốt Pháp Hòa chỉnh làm sao mà dùng được cái khúc giấy đó. Không phải là mình keo kiết bủn xỉn, nhưng mà mình không phung phí. Thứ nhất là môi trường, thứ hai là của tín thí đàn na. Mình có làm ra một sen, là một sen cũng không có, phải mình làm nữa chứ đừng nói là mình làm ra bạc trăm bạc ngàn. Một sen cũng không có. Thế thì làm sao mình đủ cái quyền phung phí? Là phước của mình có hay không ở cái chỗ xài chi dùng của mình. Thì mình tu á, cái này nó chỉ là cái hình tướng thôi. Còn hàng ngày mình phải dụng công tu ở trong đời sống của mình. Cho nên quý vị đi về nhà, quý vị không còn xuất gia giao duyên nữa, nhưng mà quý vị cứ dụng công mà tu. Bất cứ việc gì nó xảy đến, đây là cơ hội để mình gieo duyên, thử thách cái duyên lành, cái duyên mà độ sanh của mình. Mình không thắng được cái sanh nhẫn thì làm sao mình không thắng được cái pháp nhẫn thì sanh nhẫn cũng khó lắm. Mà sanh nhẫn là khó nhất. Vì con người họ biết nói chuyện với nhau, mình nói câu nó đáp lại. Còn thiên nhiên mình ra mình có chửi thiên nhiên cũng bình thường thôi à. Cho nên pháp nhẫn á, coi vậy mà vì chúng ta sống sướng cho nên giờ bữa nào cực chúng ta chịu nói. Mình ăn lúc nào cũng là cơm nóng, cho nên bữa nào mình ăn lỡ nguội chút mình ăn không được. Nhưng mà hôm nào mà đi vào một cái chỗ nào mà nó không có cơm nóng, bắt buộc phải ăn cơm nguội, ăn thử coi nó có chết không.
Bất quá có thể nó không ngon như mình ăn cơm nóng thôi, chứ đâu có chuyện gì quan trọng xảy ra đâu mà để mà mình phải kiêng rám, cam rám. Chứ mình tu hay không là ở cái chỗ đó. Chứ còn cái này không có sao, tiếng đồng hồ là khó rồi. Thậm chí bây giờ tiệm tu nó bán đầy vậy đó. Muốn mặc là có mặc, nhưng mà mặc cái đó có giá trị gì? Bây giờ Pháp Hòa nó không cho quý vị đắp y, quý vị gì, quý vị lén đắp, ai biết. Nhưng mà nhớ cái đó không phải đắp y, mà quý vị đang quấn một tấm vải. Vì nó đâu có cái giới nào trong đó đâu, ai truyền mà mình thọ. Cho nên á, Phật mình đắc giới hay không á, là cái tâm phát nguyện của mình. Và thầy truyền giới thanh tịnh, người đệ tử thọ giới thanh tịnh, thầy trò như vậy mới đắc giới. Còn ví dụ như lỡ mình không biết thầy đó đúng sai gì, nhưng mà tâm thành mình á, mình cũng được đắc giới. Vì cái tâm thành của mình. Cho nên cái y may xong rồi, nó chỉ là tấm vải thôi, nhưng nó được để trên này. Và mình dâng lên bằng tất cả tâm thành của mình. Mình có giới rồi, thì bây giờ mình nhận cái pháp y theo cái giới pháp mà mình đã thọ. Chứ mình dũng cảm mình tu. Chứ mình hồi hướng là mình ăn mặn ăn chay, nó không có gì, không có ai ăn chay mà thành Phật. Nhưng mà ăn chay là trợ. Cái đó trong Phật giáo gọi là gì biết không? Cái đó gọi là trợ hạnh. Còn mình tu là chánh hạnh. Pháp Hòa ví dụ mình niệm Phật là chánh hạnh, còn sâu chuỗi là trợ hạnh. Mình tụng kinh chính là để hiểu lời kinh là chánh hạnh. Tiếng chuông, tiếng mõ là trợ hạnh. Chính mình tu là chánh hạnh, còn huynh đệ cùng tu với mình để khuyến tấn mình, để nhắc nhở mình, để làm cho một cái đời sống tu tập của mình, đó là trợ hạnh. Cho nên tu cần hai phần, chánh hạnh và trợ hạnh. Cho nên quý vị ăn mặn, quý vị hồi hướng, quý vị niệm Phật được không? Được hết á. Đừng có ngại gì hết trơn á. Thí dụ mình trước mặt mình là một món thức ăn mặn đi. Và mình chắp tay mình đọc cái lời cầu nguyện. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Hay là vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm này. Trong giờ phút này mình nguyện, không phải là mình nguyện gì nữa, mà con có được ăn thì con cũng nguyện mọi người cũng có ăn giống con. Con được nghe pháp hôm nay và con nguyện hồi hướng, mong mọi người cũng có cơ hội được nghe những lời giáo pháp hôm nay. Cho nên hồi hướng nó không phải là một cái sự van xin gì cả, mà là nó phát khởi từ cái tâm từ của mình. Khi mình được việc gì, mình cũng mong mỏi mọi người được như vậy. Nhưng mà mình phải tùy chuyện để mình hiểu. Ví dụ mình họp bàn xong rồi, họp là phải bàn, mà bàn là phải cãi, mà bàn cãi quá trời thì lát nữa đừng tụng bài nguyện đem công đức này, không ai dám nhận cái đó. Trong trường hợp mình họp bàn vậy thì đúng rồi, sau đó mình cũng dẫn đi tới một cái kết luận, thì mình phải phát một cái nguyện: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Bốn câu đó là được dịch từ cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạch thầy, không đi tu thì sợ không tinh tấn, đi tu thì sợ đông quá, tội thầy phải lo đủ thứ. Trời, này tâm từ bi quá. Không sao, người ta nói đông vui hao. Thật ra là đây là cũng là một cái tấm lòng. Nhưng mà quý vị nhớ là trong Phật pháp mình có một cái, mình cũng có một cái niềm tin đức chúng như hải. Cái đức của đại chúng nó như biển cả. Quý vị chỉ cần tập hợp nhau mà tu, không bao giờ mình gọi là mình bị hụt hẫng thiếu thốn gì cả. Mình phải tin cái đó. Cái hồi mà dịch bệnh á, vừa vô dịch cái là Pháp Hòa nói với quý thầy: bắt đầu từ ngày mai đại chúng một ngày phải mấy thời kinh,
tất cả thời khóa của tu viện xưa giờ vẫn giữ không bỏ một thời. Tại vì ở chùa mình á, một ngày tụng sinh 6 lần. Sáng 6 giờ ngồi thiền công phu, 9 giờ rưỡi lại sám hối cung ngọ, chiều 4 giờ thí thực cô hồn, tối 7 giờ ngồi thiền tụng kinh. 4 ngày 4 thời, 2 giờ học riêng, nếu có pháp hòa ở nhà thì có lớp. Như vậy thì dịch bệnh cũng tu như vậy, nhưng mà on off chút thôi. Thầy đi giảng thì lớp học được nghỉ, nhưng mà thời khóa tụng niệm không bỏ. Bây giờ thầy ở nhà thêm 2 thời học, đâu có gì là đâu có gì khác biệt đâu. Sáng buổi trưa 2 giờ pháp hòa học lớp tỳ kheo, chiều 6 giờ học lớp phổ thông, truyền online cho Phật tử học chung. Cho nên cái quan trọng á, là mình ứng dụng được dù khó khăn. Nhưng mà Pháp Hòa nói với thầy, mình cứ tu đi. Phật tử á, các vị đòi đi gom thâu, nào là khẩu trang, nào là nước rửa đi về cho chùa, nó khỏi. Cứ để cho người ta mua, người ta dùng. Mình ở trong chùa không có đi đâu, không phải lo chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa không cho đi thâu gom khẩu trang, không cho đi chợ mà thâu gom bất cứ gì hết. Ở chùa có cái gì xài cái đấy. Mà thưa thật với đại chúng, không có thiếu bữa nào. Người ta may khẩu trang về, người ta gửi cho. Người ta tự chế thuốc thuốc rửa tay gửi về cho. Mà tới bây giờ các nơi bắt đầu nó ứ ói ra đó, còn gửi về chùa dữ dội nữa đó. Tại chùa là cái nơi mà thu coi như là chứa. Cho nên mình cứ tu, không sợ đói, chỉ sợ mình không tu thôi. Phải tin cái đó. Không phải là mình tu để mình kiếm ăn nha, nhưng mà cái gì nó cũng có cái chiêu cảm. Ví dụ mình đến với một người bạn, mình đến bằng thật tâm, mình không đòi hỏi gì người bạn đó. Tự người bạn đó sống, người ta cũng có khối óc, người ta cũng có con tim, người ta vẫn nhận diện ra những cái tốt của mình để người ta trợ duyên cho mình. Cho nên quý vị cứ tin cái đó. Hôm rồi đó Pháp Hòa có đính chánh, mà Pháp Hòa có nói đính chánh đây không phải là Pháp Hòa sợ Pháp Hòa bị oan, nhưng mà Pháp Hòa chỉ sợ quý vị vì chuyện đó quý vị không tu thôi. Người ta nói ra là ai muốn qua đây tu phải trả 2.000 đồng người. Thì Pháp Hòa nghe được, Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa muốn nói không phải là Pháp Hòa sợ bị người ta hiểu lầm, nhưng nếu quý vị vì 2.000 quý vị không đi thì có phải là mình mất cái cơ hội mình tu tập. Cho nên Pháp Hòa phải nói. Pháp Hòa nói để quý vị yên tâm đi tu, chứ đừng Pháp Hòa nói không phải để Pháp Hòa đính chánh cho mình chuyện gì cả. Nhưng mà vì mình ô thôi 2.000 tôi cũng có khả năng tôi đi tu thì uổng quá, cho Pháp Hòa phải nói. Có người hỏi con làm sao chắc chắn những kinh là do Phật dạy, nếu không phải thì ai đã nói ra những kinh ấy? Thưa đại chúng, trước hết là mình phải hiểu chữ kinh là gì. Chữ kinh là mình nói tắt. Nói đủ chữ của kinh phải là khế kinh. Khế kinh. Và kinh có 5 nghĩa. Kinh có năng lực tẩy trừ những phiền não ra khỏi lòng mình, dù những ngõ ngách như là nước suối mà nó tẩy những cái rác ở những cái khe. Cho nên gọi là tuyền dũng. Kinh như là hoa mang, tức là như một cái vòng hoa vậy đó. Mình kết từng cái hoa sẽ thành một tràng hoa. Những lời kinh mình góp nhặt lại, mình ứng dụng, mình sống như một cái tràng hoa trang nghiêm cho mình. Kinh là thằng mặt, búng một cái là chỉ nó rớt xuống cái đường gỗ đó, rồi cứ theo đường gỗ đó mà, theo cái đường chỉ đó mà cắt gỗ. Quý vị biết ta cắt gỗ phải không? Ta có cái chỉ phấn đó, ta căng ra cái ta búng cái phấn nó rớt xuống, ta cầm khúc gỗ ta đi cưa này. Thì kinh nó cũng vậy, nó có khả năng nó làm thẳng đường thẳng lối như vậy. Như vậy thì bây giờ mình xác nhận, mình muốn xác định kinh của Phật nói hay không phải của Phật nói, cái quan trọng là cái lời kinh đó nó dạy mình cái gì, nó có chánh lý hay không. Còn ai nói không có quan trọng. Cho dù lời đó của chư tổ nói, nhưng mà lời nói đó nó không có sai với đạo lý. Chẳng hạn như
Tại sao tất cả lời Phật dạy đều gọi là kinh, vậy mà Pháp Bảo Đàn vẫn gọi là kinh? Pháp Bảo Đàn đâu phải là lời của Phật mà lời của Lục Tổ Huệ Năng. Vậy mà sao vẫn gọi là Lục Tổ Đàn Kinh hay là Pháp Bảo Đàn Kinh? Vì trong đó chân lý nó không sai ý Phật. Cho nên có nhiều vị cũng đặt câu hỏi đó với Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng Trí Tịnh là người chuyên dịch kinh Đại Thừa mà. Nói dịch kinh Đại Thừa có chắc rằng kinh này của Phật nói không? Hòa Thượng nói tôi không cần biết ai nói, nhưng mà trong này đủ chân lý thì đủ để mình kính trọng, mình thi hành. Rồi có nhiều vị còn bả đã nói là kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, mình tụng mỗi mùa Du Lan, không phải của Phật nói. Rồi bây giờ cho là ông nào bà nào nói đi, tổ nào nói, nhưng bản kinh Đại Báo Phụ Mẫu Phật Ân đó có điều gì sai với đạo lý không? Vậy thì đạo Phật á, đạo Phật là gì? Là đạo của chân lý, đạo của lẽ thật. Thì cái nào là chân lý thì được gọi là kinh. Cái nào dẫn dắt con người mình đi tới chỗ chân thiện mỹ là kinh. Vậy thì có những kinh nó nằm ở trong tạng, nhưng nó không phải là, nó không phải là thắng nghĩa kinh, mà nó chỉ là những kinh phương tiện. Kinh nó cũng nhiều loại chứ. Có những quyển kinh là phương tiện. Cho nên mình mới để chuông mỏ hai bên, để tượng trưng cho gì? Tục đế và chân đế. Relative truth, absolute truth. Đó. Quý vị đi xuất gia gieo duyên á là phương tiện rồi nha, không phải cứu khánh. Đây là phương tiện. Tại vì lẽ ra xuất gia thì cạo đầu, phải đi luôn chứ đâu tu có 10 ngày mà nói chữ gieo duyên chứ nhiều người cũng chưa hẳn nữa. Sáng còn ở trong đó kẻ rồi sao vậy? Thôi kệ, làm sương sương. Như vậy là mình chưa thật sự gieo duyên nữa. Nhưng mà tại vì sao? Còn hai con mắt khóc người một con, nghĩa là kệ mắt nhắm mắt mở để gieo duyên thôi mà. Tối đi ngủ vẫn quấn hai cái ống cuốn đi ngủ mà. Cho nên thưa đại chúng, đã là phương tiện thì nó không phải là cứu cánh. Nhưng chúng ta phương tiện có chừng mực. Phương tiện không có phải là mình xài thả ga đâu, phương tiện chừng mực thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị nói thôi bây giờ thầy lên thêm cấp nữa đi, cho đắp y vàng nó không được. Như vậy mình sẽ không còn quý cái y vàng đó để mình cầu nữa. Hiểu không? Tức là cái chỗ đó, cái chỗ mình phải quý nữa. Mình phải nuôi cái tâm trí làm sao mình ráng bò lên tới cái chỗ đó để mình có thể đạt được cái đó. Chứ còn bây giờ mà đem cái đó mà xuống cho làm phương tiện thì quý vị không còn thấy tấm y vàng nó quý nữa. Cho nên á, tại sao giáo pháp phải cầu? Vì cầu mới mở lòng ra học. Cho nên tại sao mỗi khi truyền giới phải tắc bạch xin truyền? Tại vì giới không thể mà truyền một cách bừa bãi, mà phải người ta xin mình mới truyền. Đại ý là như vậy, để mình có cái tâm khác ngưỡng. Chỉ cái trong cái lời tắc bạch đó, bấy lâu nay chúng con có lòng khác ngưỡng quy giới, nhưng vì gia duyên ràng buộc không thể suốt đời ghi nhớ được. Theo lời Phật dạy, có pháp thọ trì bát quan trai giới, tu hạnh thanh tịnh một ngày một đêm. Nay con xin về chùa thọ trì giới pháp này, mong chư tôn đức giới sư truyền giới bát quan trai cho con, để con nương vào đó con tu trong một ngày một đêm. Như vậy thì mình đẻ ra đây là cái chuyện trọn đời, nhưng vì mình gia duyên ràng buộc, cho nên Phật phương tiện chế cho mình thọ 24 tiếng hay là thời gian bao lâu đó theo cái tinh thần gieo duyên. Cho nên á, cái điều gì mà nó có khả năng nó giúp cho mình tẩy trừ phiền não, nó đều có công năng giúp cho mình, nó như một lời kinh cả, phải không? Con được nghe phần trong Tam Quy: quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh,
Nhưng trong Lương Hoàng Sám con có từng đọc lại có đoạn, con không nhớ chính xác từng câu chữ. Đại ý nói là một chú Sa Di từng không nghe lời giáo huấn của thầy, cho rằng thầy nói những lời vô nghĩa và quả báo như kinh nói là vị Sa Di đó đọa địa ngục. Như vậy thì con thấy không logic, mong thầy giải đáp. Có gì đâu không logic. Người ta xác định quy y Phật là sự giác ngộ thì không đọa địa ngục. Quy y Pháp thì mình ứng dụng theo Pháp thì không đọa làm ngạ quỷ. Chứ đừng có hiểu lầm là mình nói ở tu quy y Phật, tu quy y Pháp, tu quy y Tăng là hết đọa rồi đó. Cũng giống như đây, mình lấy ăn cắp đồ của người ta, nói không, tu quy y Phật, tu quy y Pháp, tu quy y Tăng, không bao giờ bị bắt. Anh quy y ai tôi không cần biết, anh ăn cắp thì anh vẫn phải ủ tờ. Như vậy mình quy y là mình trở về nương tựa Phật, để mình học cái sự giác ngộ của Phật. Cho nên lục tổ mới dạy quy y Phật là gì? Là quy y giác. Quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Nghĩa là mình đâu phải mình nương tượng Phật, mà mình phải nương cái tự tánh giác ngộ. Cho hồi sáng mình đọc về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Như vậy tượng Phật là phương tiện để cho mình trở về với sự giác ngộ của tự tâm. Anh có được, anh trở về, anh nhận diện cái sự giác ngộ của tự nơi anh phát triển cái sự giác ngộ đó, thì anh không có đọa vào cái chỗ khổ đau. Cho nên tượng Phật gọi là cái gì bảo, phải không? Thế gian Phật bảo. Còn quyển kinh nè, đó in hàng trăm hàng ngàn quyển vậy đó, gọi là thế gian pháp bảo. Còn các thầy hiện đời đây mình thấy, mình gặp, mình xá chào, mình gần gũi là thế gian tăng bảo. Tăng bảo có ba bậc, tam bảo có ba bậc. Thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo và đồng thể tam bảo. Cho nên mình nương tựa cái tượng Phật, nương tựa quyển kinh là mới thế gian tam bảo thôi. Tượng Phật bể rồi mình làm gì? Cho nên các ngài muốn cho mình hiểu cái chỗ đó. Có ngài còn dạy gì? Tượng Phật đất không độ được nước, tượng Phật xi măng không độ được cái búa, tượng Phật giấy không độ được đống lửa, tượng Phật gỗ không được lửa. Tại vì tượng Phật bằng gỗ thì bị lửa đốt, tượng Phật bằng giấy thì bị cái kéo cắt. Ví dụ vậy đó. Cho nên những gì chúng ta thấy, chúng ta lại thờ, nó là hình thức, phương tiện để chúng ta nương bên trong. Quy y nghĩa là trở về để nương tựa tu tập. Thì anh có tu tập anh mới thoát được chứ. Cho nên vị Sa Di này mà chỉ có quy y bằng hình thức chứ chưa thật tâm trở về để nương tựa cái chánh, cái giác, cái tịnh, thì làm sao mà có thể thành tựu được. Cho nên nó phải mình tụng cái câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nói vậy cũng giống như đọc Phẩm Phổ Môn vậy đó. Ai mà niệm Quan Âm rồi vào lửa không đốt đó, cháy rừng cái gì vô đó. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, lát sở cứu quả đưa ra. Nói đạo hữu này đã hy sinh. Ủa sao con niệm Quan Âm mà vẫn cháy? Tại vì sao? Tại vì mình hiểu lửa đó. Lửa đây là lửa gì? Lửa sân si. Còn vào trong nước mà nước không cuốn trôi đó là nước gì? Nước tham dục. Còn rớt trong núi mà vẫn không bị là gì? Cái núi là gì? Cái bản ngã của mình. Cho nên Phẩm Phổ Môn nói cái chuyện đó đó. Còn người muốn đi tìm châu báu mà vô gặp quỷ La Sát á, niệm Quan Âm cái tấp vô bờ đó. Quý vị có phải mấy ngày nay đang bơi thuyền đi kìm châu báu không? Rồi thỉnh thoảng có gặp La Sát không? Có không? À, mà tấp vô bờ hết chưa? Có một cái ông đó, ông cũng nghe vậy đó. Ông lại ông hỏi Hòa Thượng: bạch Hòa Thượng, con nghe nói quỷ La Sát, vậy quỷ La Sát là gì? Hòa Thượng nó ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông đỏ mặt hết trơn. Hòa Thượng nói: ông thấy La Sát tới chưa? Thì ông này mới sụp xuống lại, nói: dạ con thấy rồi. Cũng giống như ông kia tới gặp Hòa Thượng: bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng hãy chỉ cho con thiên đường với địa ngục.
ông hòa thượng ông tán trong thầy mà bạc ta, ông cư sĩ bạc ta, ông rượt hòa thượng chạy. Hòa thượng nói mô Phật, địa ngục tới. Cái này ông này ông tỉnh ra liền. Ông tỉnh ra, ông quỳ xuống nói con sám hối với hòa thượng, con sám hối với hòa thượng. Cái hòa thượng nói, thiên đường tới rồi. Ngài Hư Vân á, đi trên đường gặp một cái ông cư sĩ ăn hiếp người khác. Thì ngài mới tới, ngài nói xin đạo hữu đừng làm vậy, nhân quả. Nhân quả con khí gì, tôi có tin nhân quả gì hết á. Thì vừa dứt lời hòa thượng Hư Vân tán cho ông một bạc tay. Thì ông tán hòa thượng lại liền, thì theo cái thói thường mà. Hòa thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa, cái nhân là tôi tán một đạo hữu bạc tay thì đạo hữu trả quả lại. Ông hiểu cái đạo liền, hiểu không? Thà nữ ra cái đó gọi là một hình thức đốn ngộ đó. Đốn là nhanh chóng, nói cái là mình nhận ra liền, nói cái là mình nhận ra liền. Còn nói nhận ra rồi hỏi làm gì con, dạ từ từ. Cái này là tiệm tu, ngộ thì ngộ liền đó, nhưng mà tu từ từ. Con biết rồi, không có gì quý bằng xuất gia, nhưng mà thôi để cho con có chồng cái đó. Để con có vợ cái đó. Nhưng mà nó có những cái trường hợp là áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Mà khi nào mà được cởi, được hủy thì lúc đó mình mới nói là sao? Tóc vừa tạo thì tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Khi nào mình được đi tu chính thức thì cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây Phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Trong 84.000 pháp uẩn của Đức Phật, có pháp nào để khắc chế khẩu nghiệp? Con đọc thần chú tu rị, ma ha tu rị ta bà ha, không thấy linh. Này là rất thành thật. Em cũng tu rị mà tu nó rị chỗ, tu càng ngày nó càng rị. Đã vậy rồi còn ma ha tu rị nữa. Ma ha là rộng lớn, rị riết là rị, không phải rị thường đâu, rị lớn đâu. Thật ra thưa đại chúng á, khẩu nghiệp là một trong 10 nghiệp của con người. Con người chúng ta có tổng thể là 10 nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp miệng của mình á, nó tới 4 loại. Nói dối chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là vọng ngôn. Đâm bì thóc, thọc bì gạo là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng nhiếc người ta gọi là ác khẩu. Nói những lời mà dụ dỗ mê hoặc người ta gọi là ý ngữ. Đó, nghiệp của miệng không là 4 thứ. Nghiệp của thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Nghiệp của ý có 3 là tham, là sân, là si. Cộng lại 10 nghiệp. Bây giờ mình muốn biết á, mình muốn hiểu được á, mỗi một cái nghiệp mình tạo tác thì nó khổ theo. Ví dụ mình nói dối thì nó có cái nhân quả của nói dối. Pháp Hòa ví dụ như hàng ngày đời sống của mình, mình vẫn học Phật đó, nhưng mà có thể mình dạy con mình nói dối đều đều. Điện thoại vừa reo, thấy cái tên cái người đó hỏi lên mà mình không ưa đó, không bắt á, kêu đứa con lại bắt, mai không coi nhà. Thì đứa con đó nó thắc mắc liền, ủa tại má coi nhà mà tại sao má nói là má không coi nhà? Có phải là mình đã vô tình dạy con mình nói dối không? Đó là mình chưa nói, là mình chưa kể ra là mình dạy con mình nói dối với ba nó, là tại vì nó đi với mình. Có những việc xảy ra mà mình dặn nó về nhà đừng nói chuyện đó chuyện đó. Mà nếu ba có nói lại thì phải nói như vậy. Thật ra chính mình á, mình đã mở ra một con đường tạo nghiệp, và mình cũng đã dẫn dắt con mình đi vào con đường đó một cách rất nhẹ nhàng. Thí dụ như tham. Hàng ngày mình để tiền đồng, 2 đồng đâu đó, mình nghĩ đâu có bao nhiêu, nít mà. Nhưng con nít nó lượm được 2 đồng, cái bữa đó nó ra được cái tiệm 7-Eleven, nó có 2 đồng nó mua được một bịch chip. Như vậy nó chứng minh được rằng 2 đồng này có thể mua được cái gì đó. Bắt đầu từ đó nó có khuynh hướng đi tìm 2 đồng. Bắt đầu nó lục 2 đồng rồi lên tới 5 đồng, nó tuổi nó tăng mà.
Thật ra từ từ cái tâm tham của nó sẽ tăng dần theo, và bắt đầu nó có một cái mưu mô là đi tìm kiếm. Pháp Hòa thưa đại chúng cái việc này, hồi đó đó có một cái thùng phước xương mà làm đơn giản thôi, cái miếng dán dày cái đóng cái thùng lên. Mà quý vị biết không, có những đứa nó có cách đó. Nó xuống nó lấy cái miếng cạc tông á, nó nại lên, nó chêm. Nó chêm thì hỏng cái miếng gỗ nó lên rồi. Cho bắt đầu về nó khều. Rồi nhiều khi nó đang làm cái, có người đi tới cái nó lật đật cái tiền nó lú ra được phân nữa. Mình thấy được cái điều đó. Và từ đó đó mình mới biết rằng có những cái mình nghĩ rằng nó không đến nỗi, nhưng nó là chúng sanh. Mà nếu mà chúng sanh mà cái chủng tử mà tham sân si của nó nặng đó, là nó phát triển từ hồi nhỏ đó. Bằng chứng là có những em nhỏ đó, ai giành đồ chơi của nó cọc cằn, nó đánh người ta, mặc dù nó chỉ mới là mấy tuổi thôi. Hay nó thấy một con kiến đang đi thì nó rượt, nó đạp con kiến, rồi nó đập con mũi vậy đó. Cái là mình vỗ tay, hay quá con, rượt nhanh lên con, coi chừng nó chạy vậy. Ta mình dạy cho con mình cái tánh hung hăng, nhỏ đạp kiến, lớn đạp người. Thành thử ra mình cũng vô tình sống cái tập nghiệp đó, và con cái mình nó sống theo đó. Thì những đứa nhỏ mà như vậy đó, lâu ngày nó lớn lên đó, nó trở thành một đứa nhỏ Đức Phật gọi là tùy sanh. Mình dạy nó mà. Nhưng mà nếu ngược lại, hàng ngày mình dạy nó, con ai cho con cái gì con phải chắp tay con cảm ơn, trước khi con ăn con phải biết mời này. Nó sẽ làm theo mình, cũng là một loại tùy nghiệp. Nhưng mà tùy sanh này là những đứa nhỏ tùy sanh tốt. Con có ba loại phải không? Tùy sanh, ưu sanh, liệt sanh. Có những đứa mình dạy quá trời quá đất mà nó chẳng ra gì hết trơn á, đây là liệt sanh nè. Dạy tới đâu liệt tới đó. Chữ liệt là ưu liệt, là thấp kém. Tức là mình dạy nhưng mà nó không ra, nó không turn out như điều mình muốn. Còn nếu như trường mình dạy nó mà nó theo cái sự order của mình, nó dạy đó là tùy sanh. Nhưng có những đứa đó mình không có dạy nó nhiều, nhưng nó có ý thức rất cao. Những đứa đó là ưu sanh, ưu tú, ưu việt. Nó sanh ra là bản chất nó đã như vậy. Thì bây giờ trở lại, mình làm sao để khắc khẩu nghiệp? Tụng kinh nhân quả cho nhiều, để mình thấy được những cái quả báo của khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp có nhiều khi á, mình không có hại ai hết á, không có nói gì hại ai, nhưng mà thích nổ, chuyện gì cũng nổ được hết. Nó cũng một dạng khẩu nghiệp mà nghiệp nổ thôi. Thì nói tôi nói mà không hại ai, đành rằng không hại ai, nhưng lâu ngày nó cũng thành một cái thói quen là nổ. Chuyện đáng cũng nổ, chuyện không đáng cũng nổ. Ví dụ vậy, thành thử nói riết cho người ta, cái người mà nổ vậy, cái riết ta coi thường cái lời nói của mình. Vậy thì cái quả mình nhận là gì? Là một sự coi thường. Ta không hại gì mình, tại mình đâu hại gì người ta. Chỉ có điều là mình nói riết ta nói, ui hồi đâu mà nghe nhỏ đó, ui hồi đâu mà nghe anh đó. Là tại vì cái lời nói của mình nó vô nghĩa. Cho nên trong cái 10 giới đó, có khi ta dịch là không nói những lời vô ích. Vì mình nói riết những lời vô ích thì người ta nghe nó vô bổ. Không, mà mình nói lời vô ích ta nghe nó vô bổ thì mai mốt người ta chẳng cần phải nghe. Và chẳng cần nghe thì mai mốt lời nào mình nói ra nó cũng thành vô giá trị, nó phí đi. Và trong khi đó Đức Phật á, là có được những cái công đức của nói. Mà Dư Kinh nói Đức Phật á, nếu mà nói về âm thanh của Đức Phật á, Đức Phật có bát âm. Còn nói về ngôn ngữ của Đức Phật á, Đức Phật có chân thật ngữ. Vì vậy một trong những cái tướng tốt của Đức Phật á, là nước miếng, nước bọt của Phật không có hôi. Là vì Phật nói chân thật. Vậy thì cái 32 tướng tốt của Đức Phật á, nó không phải tự nhiên nó có nha. Mà 32 tướng tốt của Đức Phật là do cái quả, do đó là cái quả do tu nhân của Phật. Quý vị muốn biết là quý vị đọc cái kinh đó, để rồi Đức Phật mới dạy là mình tu cái nhân gì để được cái quả đó. Mình tu cái nhân gì để được cái quả đó? Mà mình tu được cái nhân là mình không có nói những cái lời dối trá.
để mê hoặc người ta, tâng bốc mình lên, thì mình không có bị một cái quả là nước bọt mình nó bị hôi. Thế gian mình đa phần là hôi, tại vì con người mình ít có nói lời chân thật. Cho nên không phải mình đọc câu thần chú đó chỉ là một cái phương tiện để nhiếp tâm tịnh khẩu, nhưng mà mình phải nhớ cái tiêu đề của nó: tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Cho quý vị nhớ ha, mỗi khi vô kinh đó là mình tịnh gì trước nè? Ai nhớ mở quyển kinh Nhật tụng ra đầu tiên là tịnh cái gì? Tịnh pháp giới chân ngôn. Pháp giới là gì? Môi trường. Rồi tịnh gì nữa? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Rồi tịnh gì? Tịnh tam nghiệp chân ngôn. Rồi mới tới phổ cúng dường. Bây giờ quý vị lấy mấy bài chú ra quý vị ứng dụng nè. Mình tới Tây Thiên đây hay là tới bất cứ đạo tràng nào, mình phải phát tâm tịnh pháp giới chân ngôn. Mình làm cho cái nơi chốn nó phải thanh tịnh, không có quậy thêm. Người ta không biết vậy. Nhỏ đó tới đây làm gì vậy? Chắc tới quậy nữa phải không? Tháng rồi nó mới quậy chỗ kia, chưa ai biết gì hết. Bắt đầu mình làm cho pháp giới này sao? Có vấn đề. Chuyện người ta đang yên ổn vậy. Cho nên tại sao Đức Phật ngồi hoa sen? Vì hoa sen có 8 cái biểu tượng. Hoa sen có 8 cái đức, mà trong đó có một cái đức là trừng thanh. Sen trồng ở đâu, nước trồng tới đó. Người đệ tử Phật đi tới đâu phải làm cho chỗ đó trong sạch tới đó, chứ không có được quậy lên thêm. Mình thấy nó hơi bắt đầu ồn ào, nó không có, mình nói làm sao để cho mọi việc, còn mọi việc nó đâu có gì đâu mà mình cứ làm cho nó, thì không phải là cái đức tánh của trừng thanh. Chứ phải biến những cái tiêu đề của những bài kinh hay là những lời kinh đó thành cái pháp thật tu của mình. Trước hết phải làm cho pháp giới thanh tịnh. Mà pháp giới nó thanh tịnh thì nó sẽ đi đến cái gì thanh tịnh? Khẩu thanh tịnh. Vì sao? Con mắt á, mặc dù nó thấy nó biểu lộ nhưng nó không đến nói. Cái miệng nguy lắm. Cái miệng mình nó nguy hiểm. Vì mình thấy mình nói ra là có chuyện. Con mắt mình nhìn chứ coi vậy chứ nó không phát âm. Nó chỉ biểu lộ chút vậy thôi. Lỗ tai cũng vậy. Nhưng mà có miệng. Chứ miệng tới 4. Tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp. Rồi cuối cùng á, thay vì tịnh ý nghiệp nữa đó, thì tịnh thân nghiệp á, ta gom là một câu thôi: tịnh tam nghiệp. Làm cho thân, cho miệng, cho ý. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài còn kỹ nữa nha. Những cái bài kinh dịch của ngài, ngài còn mở ngoặc: tụng chú này thời pháp giới được thanh trong sạch, tụng chú này thời hơi miệng được thơm tho trong sạch, tụng chú này thời cái gì mình cúng dường. Mình phải tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp. Để biến cái đó làm gì? Biến thành những lễ phẩm cúng dường. Cho nên mới tịnh, mới có cái chú gì? Phổ cúng dường chân ngôn, án nga nga nẵng tam. Như vậy sự cúng dường đó, nói về pháp cúng dường đó, chúng ta có những cái pháp cúng, mà trong đó gọi là gì? Pháp cúng dường. Cái sự tu tập của đại chúng là một sự cúng dường. Mấy ngày nay là mỗi người chúng ta đều có hành trì cái sự cúng dường đó. Người rửa chén, người quét nhà, mình bất cứ hình thức nào. Thậm chí mình không có ra trai đường phụ, mình không có xuống bếp phụ, nhưng mình chăm sóc các bác, các vị chung phòng với mình, chung lưu với mình, đều là pháp cúng dường đó. Có một bác 80 tuổi thì có việc cũng đi về sớm. Vì cái người trẻ hơn vẫn đi theo, không có nhu cầu phải đi về. Như giờ bác muốn về cho nên vị đó phải đổi vé theo đi về theo. Đấy không? Thành được cái đó là một hình thức cúng dường. Tức là mình tùy thuận, vì mình dẫn qua thì mình phải dẫn về, mặc dù mình không có nhu cầu về. Cho nên quý vị đọc những cái bài chú đó, nó là một cái biểu tướng chân ngôn. Gọi là chân ngôn. Chân ngôn là gì? Lời nói chân thật. Mà tại sao gọi là mật ngữ? Vì nó không cần phát ra âm thanh, nó không cần, chỉ cần hành động. Cho nên chân ngôn là có thật, nhưng mà chỉ cần hành động nó là chân ngôn. Mà chân ngôn thì chỉ cần làm mà không cần phải, gọi là gì? Phải ồn ào. Cho nên á,
chữ Đà La Ni có ba nghĩa không? Pháp Đà La Ni, nghĩa Đà La Ni, tổng trì Đà La Ni. Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi, tâm Đà La Ni. Chữ Đà La Ni có ba nghĩa. Mình phải hiểu pháp, mình hiểu nghĩa thì mình mới trì được cái pháp đó. Cho nên tổng tất cả pháp, trì tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Vì vậy mà chân ngôn, mật chú được gọi là chân ngôn. Vì chân ngôn là lời thật. Mà lời thật có đôi khi chỉ là hành động, chỉ là cái nhìn, cái cử chỉ. Bạch Thầy, sau tu học 10 ngày về, con phải độ cho những người thân của mình như thế nào? Đây là chuyện lớn rồi nha, đại sự nhân duyên ha. Trong 10 ngày tu tập ở đây, con rất thích học về giáo pháp và các món ăn chay. Lời Phật để nuôi thân, tâm con là một Phật tử tại gia, có nên độ hôn phu và hai con của con? Con đường Phật pháp, phải con phải làm như thế nào để độ họ? Vậy con có đủ điều kiện để xuất gia vào chùa học pháp hay không? Nếu có điều kiện, con muốn cùng cúng dường cho Tam Bảo, sao cho con tu tập thử. Mình muốn độ người thì cũng dễ thôi, nhưng mà mình biết rằng khả năng của mình á, ai cũng có khả năng hết, độ ít độ nhiều. Bây giờ mình độ người thân của mình, trước hết mình hãy độ họ bằng cách tu của mình, cho họ thấy rằng họ hy sinh 10 ngày qua họ đã có được một kết quả là mình trở về một con người mình rất khác. Nhưng mà phải khác trong tinh thần positive nha. Trời ơi, đi về khó hơn nữa. Này không phải. Mình đi về mình làm sao cái cách sống của mình nó nhẹ nhàng, mình bớt chấp trước, lời nói mình nó ôn hòa, có thể nói chuyện được với chồng, với con, với mọi người, hay ngược lại nói chuyện với vợ một cách rất nhẹ nhàng. Mình tu tập như thế nào để mình mở lòng mình ra, mình bao dung, mình tha thứ được những người mà xưa nay mình chưa hề tha thứ. Quý vị không có biết được á, trong suốt 3 ngày qua là Pháp Hòa gặp mỗi vị là nửa tiếng, mà ngày nào cũng phải ngồi từ 9 giờ sáng tới 12 giờ đêm, cứ người 30 phút 30 phút vậy đó. Mà ngày hôm qua mấy thầy chọc Pháp Hòa nó giống như văn phòng bác sĩ vậy đó. Vì không có chỗ đó là phải tấn, tấn xong rồi cái ghế bắt dài 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 này ngồi chờ. Y như bác sĩ vậy đó, làm em mắc cỡ muốn chết. Nhưng mà vô có nói gì đâu, khóc không à. Nhưng mà có những giọt nước mắt hạnh phúc vì mình. Nhưng mà có những người đã hạnh phúc được là con đã tha thứ được cho người thân của con. Con đã ôm ấp được những người mà xưa giờ con không nghĩ là con làm được việc đó. Cho nên á, nếu mà quý vị nào mà về nhà mà có được những cái thái độ tốt thì mình biết là mình đã độ rồi đó. Chữ độ nghĩa là gì? Độ nghĩa là mình đưa họ từ cái bờ bên này qua bên kia là độ, chứ không có nghĩa là mình blessing cho họ cái gì hết. Không phải búng cái tóc họ rụng. Không phải họ đang ăn mặn, họ không được ăn chay, mình búng cái con họ biết ăn chay. Mình làm sao mà cho cái người họ từ cái khổ họ có vui. Trong cái lễ truyền giới của mấy đứa nhỏ vừa rồi đó, Pháp Hòa có nói cái điều này. Trong cái giới thứ tư đó, Pháp Hòa nói á, đạo Phật là chủ trương là cứu khổ ban vui. Tại vì trong bài học vừa rồi mấy em nó có học tứ vô lượng tâm do quý thầy hướng dẫn. Thì bây giờ Pháp Hòa mới bày cho mấy em nó, bây giờ thầy chỉ cho mấy đứa cái cách gọi là cứu khổ ban vui ngay trong lời nói của mình. Khi nào con nói một điều gì, con làm cho người ta vui với lời nói con, đó là con cho vui. Nhà Phật gọi là từ. Nhiều người, người ta có nhiều niềm đau nỗi khổ, con chịu khó con lắng nghe người ta, người ta trút ra được những khổ đau trong lòng, người ta nhẹ đi, chúng ta lấy cái khổ của người khác. Như vậy trong cái giới thứ tư á, là nói và nghe. Nói thì cho vui, mà nghe là vơi khổ. Chịu khó nghe người khác là người khác họ sẽ vơi khổ. Như vậy ngay trong cái giới thứ tư, nói và nghe là mình đã tập được cái chuyện gọi là gì? Cứu khổ ban vui.
sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mình làm sao mà cái người đó họ nói ra được khổ đau trong lòng họ. Có thể mình chưa giúp được họ, nhưng ít nhất mình đã ngồi đó mình nghe họ. Quan Âm có giúp gì mình được không, không biết. Nhưng mà Quan Âm đã làm được một việc là ngồi yên cho mình để mình nói. Ngồi yên cho mình nói. Bằng chứng nào để mình biết? Ngài bắt tay nói đi. Ngài bắt tay cái ấn này là gì? Để quyết định, xác định. Ấn là gì? Là biểu lộ của tâm. Ấn là biểu lộ của tâm. Khi cái tâm mình muốn cái gì thì mình đưa một cái tay ra để biểu lộ. Đó, nãy giờ quý vị thấy tôi dày, ví dụ vậy đó. Rồi mình muốn lại an ủi người ta khi người ta bệnh. Bác ơi, bác không sao đâu, lấy tay, bác không sao đâu, bác ráng nằm đây dưỡng bệnh nha. Ấn nè, ấn này là ấn gì biết không? Ấn ban phước. Cho nên Phật có cái ấn đó. Thì bây giờ mình lấy cái ấn này là mình vô trong bệnh viện mình thăm bệnh đó. Đó, quý bác nè, quý cô mà tu chung với mình đó, bác nào mà bệnh đó, cầm tay, vỗ vai. Khi mà mình đưa cái ấn này được tới cái chúng sanh đó, thì người ta được vỗ về, người ta được an ủi. Cho nên trong kinh nó gọi bàn tay Đức Phật là bàn tay Đâu La Miên. Quý vị nhớ nha. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh của Địa Tạng Bồ Tát mà nói rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Nhớ phẩm Địa Tạng phẩm 13 phải không? Bàn tay Đâu La Miên là gì? Là một bàn tay chứa đủ từ bi và trí tuệ. Địa Tạng là tâm. Thì khi mà cái bàn tay đó mà đưa vô cái tâm này và nói với tâm này, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, chỉ có năng lực của tâm mới không thể nghĩ bàn, trí tuệ của tâm mới không thể nghĩ bàn, biện tài của tâm mới không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Phật đưa bàn tay Đâu La Miên, để bàn tay cánh tay sắc vàng để xoa đảnh. Vì đảnh là cái chỗ cao nhất. Cũng giống như đời sống con người, mình muốn khen tặng ai thì mình làm gì? Lấy tay chút đầu. Hễ con nít thôi thì mình rỡ đây nè. Nhưng mà người lớn thì mình rỡ ở đâu? Ở vai. Chứ người lớn mình đâu dám gõ lên đó. Gõ nó, họ chẳng những họ không quan hỷ mà nó mình hổn. Phải không? Thành thử ra tùy người mà chúng ta đưa cánh tay sắc vàng chúng ta đến. Cho nên Đức Phật có bao nhiêu ấn? Ấn là một cái bàn tay giơ lên và nói lên một cái tâm lực của mình. Quan Âm bắt cái ấn này. Ấn này có khi gọi là ấn tam muội, có khi gọi là ấn cúng dường. Đây, quý vị bắt cái ấn cúng dường, đây là ba ngọn núi là giới, định, tuệ, ấn tam sơn. Cầm cái hương á, cầm vậy nè. Hai ngón tay này mình đưa lên cây hương vậy nè. Đây mình nè. Ấn này là ấn phổ cúng dường. Khi mình thắp cây hương là mình cầm vậy nè. Còn khi mình chắp tay là mình chắp hai tay vậy nè. Đây là ấn phổ lễ. Chắp tay là một cái ấn, nhưng mà ấn đó gọi là ấn phổ lễ. Tức là mình lễ một cái là cùng khắp được, như mình đảnh lễ mười phương ba đời chư Phật. Và cái ba chắp tay là ấn phổ lễ, cầm cây hương về là ấn cúng dường. Cho nên việc làm gì chúng ta, nó có thể nó biểu lộ được hết. Cái quan trọng là cái năng lực của mình, cái tâm mình nó đưa ra gì. Mình cầm cái ly nước mình rải vậy sao tới. Vậy mà kêu là cành dương nước tịnh rải khắp 3000. Ba người thôi chứ còn 30 người rải còn không tới. Mà sao là kêu là nhành dương nước tịnh rải khắp 3000. Cho nên vị thầy đó khi rải nước đó, tâm phải phóng theo nước. Cho nên lúc vị thầy rải nước đó không phải làm chuyện bình thường. Nếu vị đó hành đúng pháp là cái tâm lực đó phải rải theo ly nước đó. Phải không? Mới đọc mới có cái bài đó: đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh tại ngay đây. Năng linh nhất đích biến thập phương. Mục đích là một giọt á. Cho nên mình sái tịnh á là một cái tâm niệm tẩy rửa. Mua tượng Phật về, nhiều khi mình sợ ta bụi bặm, ta đụng tay đụng chân, cho nên lau chùi sạch sẽ rồi
đem lên đó. Bắt đầu thầy mới tới, thầy rải cái linh rồi đó. Thầy không rải mình không cho là linh. Nhưng mà thật sự khi mình bình thường, nếu lỡ mình không có gặp thầy, tự mình ở nhà lấy một cái khăn sạch lau lên, tâm lực mình để vào đó. Con xin lau chùi bức tượng bằng tất cả sự cung kính thanh tịnh của con. Không có ai tới an vị Phật cho mình hết, mình tự an vị. Bằng chứng giường ngủ người ta quy định hết, mình mở ra thấy phòng nào trống, giường nào trống, mình vẫn leo lên an vị như thường. Đâu có ai an vị mình đâu, mình tự an vị. Quý hiểu ý không? Cho nên khi mình đi đường mình thấy vật, cái đó là vật ấn tâm. Nhưng khi mình sái tịnh, mình an vị là tâm ấn vật. Vật ấn tâm, tâm ấn vật. Đi ngang thấy cái món quà, ồ con gái mình nó thích món này lắm nè, để mua cho nó. Như vậy vừa thấy món quà là nghĩ tới con mình. Như vậy có phải là vật ấn tâm không? Vật đó, nó, cái món vật đó nó gọi cái tâm mình nghĩ tới người đó liền. Rồi xong rồi về gói rồi đàng hoàng đưa cho người kia. Má đi chơi, má thấy món này, má nghĩ con sẽ thích, giờ má tặng cho con. Tâm của mẹ gửi vào đó rồi. Rồi người con mở cái món quà đó ra, con cảm ơn mẹ, mẹ thương, mẹ nhớ con. Người con có ấn cái tâm mình vào đó. Bắt đầu ấn ra cái món quà đó gì? Lưu niệm. Lưu là giữ lại, niệm là nhớ nghĩ. Mẹ nghĩ con cảm ơn mẹ. Từ đó về sau đi đâu gặp, tôi không có cho ai được cái này đâu, tại vì đây là quà lưu niệm. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Như vậy mình niệm người thân bằng tất cả sự cung kính, sự thương yêu tương đồng với niệm Phật. Mình niệm Phật nhiều mà người thân mình không ưa ai hết thì mình chưa trọn vẹn được cái nghĩa của niệm Phật. Mình làm sao mình thương được người thân mình? Quý vị không biết, có nhiều bác lên: kỳ này con rất hạnh phúc, con đi tu mà con của con đi tu theo, mà con của con quan tâm con, chăm sóc con vui dữ lắm. Bây giờ mà ai cho con bạc triệu bạc tỷ, con không vui bằng mẹ con cùng tu. Rồi có những bác, những vị là mẹ chồng và dâu đi tu lên: trời ơi kỳ này mẹ chồng dâu tu con vui lắm. Nói mà khóc mà đầy sự cảm động. Đó là niệm đó, đó là niệm đó. Cho nên mình thấy mình làm được việc đó, công đức lớn không? Công đức lớn lắm. Biển phước chứa vô cùng, cho nên ta cần đảnh lễ. Phẩm Phổ Môn: biển phước chứa vô cùng. Cho nên quý vị đắp cái y đó, gọi là y công đức. Tại vì việc gì mình làm bằng tất cả tâm thành của mình, nó đều là công đức hết. Ai đem cho mình một ly nước, họ gieo cái phước cho y mình. Cho nên rồi mình phải có cái bổn phận, mình làm sao vui dưỡng cái hạt giống phước đó cho họ. Vì vậy mà y nó có cái viền bốn góc á. Cái đó là gì? Đó là ranh giới. Phải có cái ranh giới để phước nó không bị mất đi, nó không bị tổn thất đi. Cho nên tất cả nó đều mang một cái ý nghĩa mà chúng ta nên để ý. Và khi chúng ta cầm cái gì lên, nắm cái gì lên, chúng ta nhớ cái đó, thì tự động cái đó nó thành ra cái pháp, cái pháp thanh tịnh. Cầm cái hương lên thắp thì phải nhìn cái hương của nó cong hay nó thẳng. Nếu nó cong thì phải lấy tay nương nó, bẻ nó từ 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 lên, chứ không phải cầm bẻ cái rắc. Ôi trời ơi, sao thầy bẻ hay quá, tôi con bẻ nó gãy. Tại vì anh bẻ một giây nữa. Muốn nắng ai phải nắng từ từ, chứ có ai mình nắng là có. Bây giờ quý vị cứ để ý coi, ai mà lại chỉnh mình, chỉnh tạc vô mặt mình chịu không? Chỉnh từ từ, bẻ xương cũng bẻ từ từ chứ. Thì chỉnh cây nhang tức là học cái pháp chỉnh người, chỉnh mình, chỉnh pháp. Tôi có cái nghiện đó, tôi cái gì cũng được mà ăn cơm không có ớt tôi khó chịu lắm. Đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà tự nhiên rồi giờ cả đời mình bị con trái ớt. Nó cột à.
hôm nay tôi khỏe rồi, có ớt cũng được, không có ớt cũng sao, giải thoát được trái ớt. Trái ớt nó không còn là một sợi dây ràng buộc nữa, mình giải thoát được trái ớt, chấm dứt luân hồi với trái ớt. Thôi bây giờ mình cũng chấm dứt đi, thôi mình luân hồi mấy chục câu nữa. Dạ. Đờn ca sướng hát. Ồ. Nhưng mà quậy chay hay quậy mặn nữa. Tức là cô hỏi là mấy ngày nay phải không, đi sinh hoạt với quý bác, thỉnh thoảng là mình nói vui hay cười hay là ca hát. Ừ. Cái đó không quậy mà phạm giới. Thật ra thì trong cái giới thứ bảy là mình không đờn ca sướng hát những bài hát có tính cách đời, có tính cách làm cho mình não trí hay là làm cho mình làm sao phấn khởi theo thế gian á. Thí dụ như trong phòng mà mình tối ngủ không được cái mình hát giật lên, em ơi có bao năm. Cái này là ở dưới đó, ở dưới này là không không. Hay là mình hát những cái bài hát mà từ ngày hai đứa yêu nhau mình sống nhà lầu là ở dưới này chứ. Đó là mình hát mà làm cho người, hoặc là mình hát những cái bài du dương tình cảm làm cho người ta nhớ lại những cái khổ đau của người ta. Đó là những tình sầu đứt ruột. trong giới nó vậy ha. Cho nên mình thí dụ mình hát những cái bài gì nó tính cách khuyến tấn người ta tu tập. Chẳng hạn như đây có một câu hỏi nè. Bạch thầy, xin thầy giải thích giúp cho con trong cái lời hát là Phật là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Đây là bài hát trong cái bài tịnh độ, là đây, đây là tịnh độ. Vậy thì mình hiểu Phật là tượng Phật không? Không. Nhiều khi một lá, một chiếc lá nó rơi xuống, nó làm cho cái tâm mình an tịnh, thì cái lá đó nó tương đồng với một Đức Phật có mặt. Hiểu ý không? Mình đang đi mà mình thấy một chiếc lá rơi, tự nhiên cái lòng mình nó bình thản, nó nhẹ nhàng, mà nó có được một sự giác ngộ là các pháp đều vô thường chuyển biến. Chiếc lá có khả năng tỉnh thức mình thì chiếc lá đó là Phật. Một đám bay nó bay ngang, nó làm cho mình hiểu được nhẹ nhàng thanh tịnh. Mây cũng là một biểu tượng của pháp. Cho nên có một lần Pháp Hòa đi thiền hành, thấy một chiếc lá rơi, thì tự nhiên trong lúc đi thiền hành thì trong đầu vừa nãy một cái câu, một chiếc lá vừa rơi làm đẹp cả phương trời, lá về ôm đất mẹ rồi lá lại luân hồi. Tức là lá nó rơi xuống, nó bay vèo ở trên cái tầng không gian như vậy, rồi sau đó nó rớt xuống đất và nó sa rã ra, nó trở thành phân bón, hiểu không? Lá về ôm đất mẹ rồi lá lại luân hồi, nó tiếp tục nó nuôi dưỡng những cây khác, rồi mai này hết mùa đông rồi thì nó đâm chồi trở lại. Có phải là lá nó luân hồi tiếp? Có một lần đi Phổ Đà Sơn ở Trung Quốc, sáng Pháp Hòa đi thiền hành ở ngoài biển, thì đang đi trên đường vậy cái Pháp Hòa nảy ra bốn câu: sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm. Tức là êm đềm, mình đi trên bãi cát. Sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Mỗi ngày cuộc đời thay đổi nó như những cơn sóng, mình cứ nghe sóng đời cứ vỗ, nhưng mà tâm mình nó bình an. Hiểu được nó rồi, nó không khả năng nó bo đời mình nữa, nó không khả năng nó lung lay mình nữa. Nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Như là thiền sư Mãn Giác vậy đó. Sự trục nhãn tiền quá, mỗi ngày tôi thấy việc nó đi qua trước mắt tôi,
Sự trục nhãn tiền quá. Thật ra điều gì mình làm dù cho là đúng, nhưng mà nếu việc làm nó không đúng chỗ, đúng lúc, nó cũng chưa gọi là đúng. Mình giỡn vui là đúng. Mình làm cho mọi người vui vẻ là đúng. Nhưng nếu ở cái chỗ đó cần sự yên tịnh, trang nghiêm mà mình vẫn cứ như thế thì là cái đúng này nó thành ra sai. Hiểu ý không? Thành nữ đâu phải nhớ vậy. Cho nên á, kinh được gọi là khế kinh, bởi vì chân lý không là khế lý, khế lý là hợp với đạo lý, nhưng mình lấy cái đạo lý mình nói với không phải người đủ căn cơ nghe thì lý nó cũng trật rồi. Cho nên chữ kinh nó phải hai nghĩa, khế lý và khế cơ. Nếu mình nói chân lý, nói đúng sự thật mà cái người nghe không hiểu gì hết thì căn cơ nó trật, thì căn cơ trật thì lý nó trật. Cho nên khi mình nói điều gì với ai, make sure chắc chắn rằng mình nói chân lý, mà chân lý đó người nghe người ta hiểu mình nói, thì cái này gọi là kinh. Kinh là phải nói khi hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Cho nên chữ kinh nói cho đủ chữ là khế kinh. Vì sao gọi là khế kinh? Bởi vì nó đủ hai nghĩa, khế lý, khế cơ. Nói đạo lý, thí dụ như đó, giờ mấy chú nhỏ đó, nhỏ nhỏ vậy, chú lại đây tôi nói chú bát nhã cho chú nghe nghe không? Đó, chú biết sắc tức thì không không? Đó, nói cái mình đâu có nói trật lý gì đâu, mà chú nói xong rồi, bác nói xong chưa, con đi được chưa? Chân lý phải hợp với căn cơ thì mới gọi là chân lý. Hợp không hợp căn cơ thì lý này nó cũng vô ích. Đó. Cho nên mình đùa giỡn được không sao, nhưng phải tùy lúc. Ta đang ngủ vậy tự nhiên há ông sùm ấy, dạ con muốn làm cho mọi người vui. Em ví dụ thôi. Em ví dụ thôi. Không thì Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Quý vị đi mặc đồ đẹp đâu có sai đúng không? Nhưng nếu mà bộ đồ sai đó mình mặc trật chỗ, ví dụ đi đám tang mà mặc nguyên bộ đồ Hawaii, bông hoa lè lẹt xanh vàng, vô hỏi đâu vậy, em đi đám tang em xin chia buồn. Như vậy thì quý vị nhớ là văn hóa nó không phải chỉ ở trong sách vở nha. Văn hóa nó không phải là chữ nghĩa, mà văn hóa nó nằm ở trong các cái chuyện như là ăn mặc nói năng. Mình ăn mặc mà người ta nhìn vô cách ăn mặc mình, người ta biết là mình có văn hóa của ăn mặc. Đi đám tang thì phải ăn mặc của văn hóa của tang lễ. Đi đám cưới phải có ăn mặc của văn hóa đám cưới. Đi chùa mình phải có ăn mặc của văn hóa đi chùa. Có nhiều khi mình nói một cách rất là đơn giản là mặc cái gì cũng được, nhưng mà cái vấn đề là trừ khi nào nó đi chơi, nhưng lỡ nó đi ngang thì cái chuyện nó khác. Còn từ sáng sớm nó đã chuẩn bị nó đi chùa rồi, vậy mà nó mặc cái củng cái đầm mà nghĩa là nhìn nổ hết trơn hết trọi, làm sao? Cho nên ngay khi mình cái buổi sáng đó mình chuẩn bị cho cái văn hóa đi chùa thì mình ăn mặc như thế nào để mình biểu lộ được văn hóa đi chùa. Trừ khi nào mình đi picnic, mình đi park chơi, tiện đường mình đi ngang mình thấy cái chùa mình tấp vô, cái đó khác. Còn cái chuyện mình đã prepare, mình đã chuẩn bị cho một cái chuyến đi lễ nào đó thì mình phải ăn mặc cho đúng mức. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa hướng dẫn cho một vị Phật tử nữ xin sám hối đại chúng mà nói này ví dụ đó đó. Pháp Hòa hướng dẫn cho cái vị đó đó. Pháp Hòa nói nhiều khi mình ở trong chùa mình làm công quả, hay là mình ăn mặc mình chụp hình với quý thầy, quý sư cô cũng vậy. Ví dụ mình mặc cái áo nó hơi hở, đừng bao giờ quỳ ở phía trước gọi là đi chụp hình. Đó là một cái tế nhị, nhiều khi người ta không nói, nhưng mà mình tự phải biết cái đó để mình tránh những cái trường hợp tác ý. Phải không? Rồi thứ hai, thí dụ mình á
bưng thức ăn ra. Bưng thức ăn ra mà mình bưng thức ăn thì trước khi mình đưa vô mình nói, mình phải lên tiếng: xin quý thầy cho phép con để thức ăn vào. Thì quý thầy nghe hay quý sư cô nghe né ra. Mình không nói gì hết, mình xà người mình vô, mình để thức ăn. Nó có sự va chạm, không nên. Thì tất cả những cái đó nó không phải là cầu kỳ, nó không phải là cái gì mà khó khăn. Nhưng chúng ta sống phải có ý tứ, phải có văn pháp. Mình bưng một cái, mình bưng một cái tô súp là nước nó đầy trên nước tô, thì mình cái tô súp nó phải có cái dĩa hoặc là cái khay. Và khi mình bưng là làm sao tránh trường hợp là cái ngón tay cái mình nó nằm ở trên cái miệng của cái tô đó. Vì khi cái quá trình nó luôn nó lúc lắc á, thì cái nước súp nó sẽ đi vào trong ngón tay của mình. Rồi mình ngồi mình ăn cơm với nhau, trong luật dạy đó, ăn cơm nó không được gãy đầu, vì bụi trên đầu mình nó bay qua thức ăn người khác. Ho không được ho vô bàn, nếu ho quá là phải sao đứng dậy xá bước ra ngoài, chứ không phải mà cứ ngay ngay mặt người ta nó tự động người ta nói thì nó rất là khó nói. Nhưng mình tự phải biết cái văn hóa đó. Lỡ trong canh á có con ruồi, con muỗi gì nó rớt, im lặng vớt ra để vô giấy cất giấu. Trời trời, ruồi. Mình không có chết vì con ruồi, nhưng mà người ta bỏ canh, người ta không ăn cái nồi canh đó vì gớm, thì mình phạm vào cái lỗi phung phí. Và mất đi cái gì? Mất đi cái oai nghi. Con ruồi thôi mình làm lớn chuyện lên. Đó. Không được lấy thức ăn đang ăn mà dục xuống cho chó mèo. Có nhiều khi người ta quen cái thương chó thương mèo mà. Không phải là mình coi thường nó, nhưng giờ nào ra giờ đó. Mọi người đang ăn cơm mà trên bàn ăn đây là thức ăn của con người đang ăn, mà mình dục một miếng ăn xuống cho con chó, như vậy là mình không có coi, mình không coi trọng những người trên này. Mình biểu lộ cái tâm thái không có trân trọng bữa ăn. Nó không có cái gì là tội lỗi trong đó cả, nhưng nó nói lên người sống phải chánh niệm, phải có ý thức, phải có văn hóa trong mọi cái hành xử. Thì Pháp Hòa nói với mấy thầy, mình là người tu không có điệu đà, nhưng không được lượm thượm, không được bê bối. Áo rách thì phải vá, mặt nhăn là phải ủi. Nếu không muốn ủi thì vừa sấy xong, trong khi nó còn đang nóng, phải đem ra mà xếp. Lỡ mà quên đi nó nguội ngắt, nó nhăn nheo, thì phải đi ủi chiếc áo đó. Người tu không có lượm thượm, người tu không có bê bối. Thành ra người ta nhìn mình ăn mặc, ta nói trời ơi cái ông thầy đó bê bối dữ lắm, thì làm sao? Cho mình không có phải điệu, nhưng không nên để cho cái hình ảnh người tu nó đập vô mắt người ta. Tu hành nó bê bối như vậy. Cái áo mình nó chật, áo tu thường không có được may chật. Nếu mà mình mặc cái áo mà thô tướng mà nó lộ là phải đi đổi đi. Mặc cái áo mà nó nịch trên xuống dưới, mà nó gọi là thô tướng, nó lộ ra, phải đi đổi cái áo đó đi. Còn không muốn đổi ráng nhịn ăn đi, chứ không có làm cái khác hơn được. Cho nên nói có quà khó, không có khó, nhưng mà phải làm việc đúng. Làm việc có đúng. Anh cấm một cây nhang mà nó méo xẹo mà anh coi được là làm sao? Chuông mỏ, tất cả mọi thứ nó thể hiện lên cái sự tu hành của mình. Tu nó đâu phải là mình ngồi pháp tòa đâu, giảng không phải ở pháp tòa, mà ngay trong cuộc sống của mình. Cái chén, cái dĩa, xin phép đại chúng, mà nhiều khi mình lau miệng, vừa lau xong là phải lấy tay gấp cái giấy lại. Không bao giờ để những cái lằn dấu mình lau chùi mà nó bày bừa trên bàn cho người khác thấy. Mấy đứa nhỏ mà nó ăn chuối mà nó cầm nguyên trái chuối nó ăn là kêu lại nói liền: mai mốt con ăn chuối con phải bẻ hai, còn không là con phải lấy muỗng con ăn, chứ không nên cầm trái chuối cắn như vậy. Nhỏ mình không dạy nó, mình nói ôi nít mà kệ nó đi, thì mai mốt nó lớn làm sao mình uống nó. Nó đã quen cái kệ đó rồi. Có những cái mình nên kệ đó,
chẳng hạn nói đụng chạm nhau một hai câu kệ đi, lấy kệ hứng hết đi được. Còn mà những cái sai sai của con nít mà cứ lấy hứng kệ, mai mốt hốt đổ không kịp. Thôi mình hết giờ rồi, thầy chúng nghỉ. Thông báo các vị thiền xin đi về hôm nay, ngày 9 hoặc là ngày mai, ngày 1 sau giờ qua đường đến văn phòng tại Pháp Xá nhận chứng điệp. Các vị vài ngày 12, 18, 14 thì tối ngày mai tối hôm nay. Sau hôm nay sau giờ cơm trưa, ai về ngày 8, ngày 9, ngày 10, 11, quý vị vô Pháp Xá lấy chứng điệp. Còn ngày mai mình vẫn chụp hình với chứng điệp, nhưng mà đó chứng chỉ thôi, chỉ nào chứng đó. Rồi xin dạ. À hả? Mà mình có chỉnh chưa? À. Thì đi xuống chỉnh, chứ em biết làm gì hơn. Thì phải in lại thôi. Dạ. Nếu quý vị thích cái giấy đó thì phải in lại thôi. Thôi đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.